Em xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ tối ngày 12 tháng 7. Chúng ta đang có mặt đây là ngã tư Trần Hưng Đạo với lại Đề Thám nè. Ở phía bên kia là chung cư 62 Trần Hưng Đạo, phía bên đây là nhà thờ Tinh Lành. Và tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ vào một vòng ở Đề Thám, đi ra Phạm Ngũ Lão, đi qua công viên 23 tháng 9. Ở ngoài đó đang có cái sự kiện hội chợ gì đó mà diễn ra từ ngày 12 cho tới ngày 16 lần, là tức là nay là thứ tư, mai là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, hết ngày chủ nhật mới hết ha. Bên đây là quán nhậu Xích Lô, mang tên là Xích Lô. Kế bên cái lò bánh mì Vạn Kim ngày xưa. Đi tới xíu có ký túc xá hẻm 135. Lâu rồi mà anh chị không có mà anh chị và các bạn đi bộ ha. Hôm nay mình thì cùng đi bộ. Đó, bên kia là rạp Nguyễn Văn Hảo, cái màu hồng hồng đó. Ngày nay là rạp công nhân. Mấy bữa đi xe máy không à. Đi một vòng Sài Gòn đi xe máy, nay gần nhà có cái chương trình hội chợ thì chúng ta cùng đi ra đó xem coi có gì mới lạ không. Con đường phố Tây, con đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám vẫn nhộn nhịp tấp nập, người đi qua đi lại rất là đông du khách. So với những con đường khác thì rất là đông ha, nhưng mà so với thời điểm cùng kỳ thì hơi là vắng. Do là dạo này tình hình du lịch ở Sài Gòn nó cũng nhiều cái biến động, cũng nhiều cái lý do. Cảm ơn. Người đây người ta chào mời rất là nhiệt tình. Và cái có một số nơi thì chèo kéo, dẫn đến những hình ảnh gây phản cảm, gây kết quả ngược lại. Mấy nay báo chí cũng đăng nhiều ở khu Bùi Viện này nè, lại có cái vụ đánh lộn của các chị em, rất là ồn ào náo nhiệt và đôi khi có chút gì đó gọi là náo loạn. Rồi chúng ta đi ngang đây nha. Quá trời đông du khách, đây càng về khuya thì càng đông đúc. Tối nay thì không có sự tham gia của Lị với Đồng, tại vì Đồng đang chơi đá cầu với mấy bạn trong xóm. Có nơi thì đông đúc, đông đúc, khách cửa nhiều, có nơi thì bàn ghế nhiều. Mà có nơi thì mặt bằng trả luôn. Ở khu này, nhưng mà dù sao ở đây cũng nhộn nhịp so với các khu khác. Một phần ở đây giá trị của các mặt bằng rất là cao. Thường thì các công ty người ta thuê một cái nhà lớn thế này nè, là công ty chính chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí của căn nhà, xong cái người ta chia lại cho các mối khác. Nếu mà thuê thì chia cho một tầng hoặc là một phòng đó, để giảm chi phí họ cho thuê mặt bằng. Khu này nhiều lắm. Bên kia thấy đèn sáng rực ở bên công viên 23 tháng 9 này đó.
Để em coi cái sự kiện gì ha. Mấy bữa đi ngang thấy người ta sửa sang thấy cũng hoành tráng. Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và xúc tiến thương mại các tỉnh phía Nam từ ngày 12 tới ngày 16 tháng 7. Đây chúng ta qua đường. Bên này có quán bia. Đó, cái mặt bằng này cũng rất là đắt nhưng mà bán rất là ế nè. Đó, trên lầu là bỏ trống luôn á. Dưới đất khách lưa thưa. Dạ không. Cảm ơn. Người ta tưởng đâu U Lâm TV là khách tour, khách du lịch. Đó, nên thành ra người ta hay chào mời đủ thứ. Cơ quan chỉ đạo Bộ Công Thương, đơn vị tổ chức, cục xúc tiến thương mại, đây là cục xúc tiến thương mại. Nhưng mà đọc đó, thôi chúng ta đi vô đi. Đứng ngay cái lo làng nghe mệt quá. Và ở Sài Gòn thì hầu như các chương trình hội chợ đều không thể nào bỏ qua các gian hàng thực phẩm, ăn uống, ăn vặt. Chương trình diễn ra ở mặt đường gì? Phạm Ngũ Lão nè. Đoạn đường này thông ra bên Lê Lai nè. Thịt nướng, xúc xích nướng. Trời ơi, đồ ăn mà nó thổi bụi bay luôn mới ghê chứ. Lại hồn luôn á trời. Cảm ơn chị. Đi coi nè. Do giờ này em cũng ăn tối rồi nên thành ra mình đi dạo một vòng đi ha. Thường các gian hàng ăn uống này người ta bán đi theo các hội chợ đó. Ở đây có chai nước ướp lạnh nhưng mà làm kiểu họ nó sệt sệt lại á. Một sự kiện có thành công hay không, đông hay không là một phần là nhờ các gian hàng ăn uống này nè. Món Thái, món Việt. Mình trang nướng. Trang nướng là gì? Nhiều cái. Dạ 20 à. Nào không? Cho một cái đi. Tương ớt không ạ? À? Để tương ớt không? Không ít. 20. Các loại bánh. À.
giờ thì kinh nghiệm mốt chọn mốt vô sớm đi. Đó là biết là nào này khách Tây rồi quá trời ha. Nhiều khi người ta tới đây người ta không có hiểu chương trình nhưng mà cũng có chút gì đó vui vui ở đây ăn uống bánh bánh dân vàng, bánh như bánh bò, bánh da lợn. Bằng là được nhiêu đâu? Bánh gà lợn này để tủ lạnh mà ăn được phải không? Ủa bánh này là bánh gì? Dạ bánh đó mà ăn không? Một bánh phần đi. Lấy này hai phần với đó một phần đi. Đúng rồi đó. Ăn bánh chuối rồi. Cái bánh là cái bánh đen đen là cái bánh lá mơ đó hả? Ở qua các ngành hàng như là trà, trà thuốc bổ, các loại đá. Đá phong thủy. Dạ. Giờ mở tivi lên là thấy. Dạ. Dạ. Đó, kia lấy cô. Cô nhìn cô nhìn ngon quá. Dạ. Dạ đúng rồi, nó thấy màn hình nè. Do hiện tại nhìn trời mấy xíu 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 thấy là to đùng rồi à. Đúng rồi, nó gọn bỏ túi được. Dạ. Mua cũng lâu cũng không mắc lắm, không bằng cái điện thoại đâu. Dạ. Cá trích. Ồ, cá trích. Cái này khô hả chị? Cá trích. Cái này là trứng đó đó hả? Oh, cá trích là nhiều trứng. Cá trích là nó có trứng phải không? Có trứng. Không trứng không vật. Thanh Hóa. À, này đặc sản Thanh Hóa. Cảm ơn chị. Anh dùng cửa hàng đều bên em đi. À rồi, cảm ơn. Tụi em có dòng hạt điều rang muối, hạt điều dùng liền, ăn liền. Rồi, để anh coi. Cảm ơn. À, chương trình hạt điều. Đây chủ yếu là người ta quảng bá gian hàng, người kích cầu mua sắm. Bỏ vô chứ chị. Bỏ cái hộp chị Trang nó đường cho em luôn đi. Em mua nguyên đó hả? Em mua nguyên đó hả? 50 đó luôn. Dạ, đủ loại ha. Và các loại đá quý trên lá vàng quý với giá cực kỳ
mai. Phô mai đào trẻ đôi. Dạ cảm ơn anh coi. Dạ cảm ơn chị. Để em đi một vòng rồi em coi. Còn 3-4 ngày nữa mà. Dạ. Ồ này bánh gì quá trời vậy. Đúng, 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 cái này em đưa đây. Dưng, dưng. Đây, hai đôi đũa. Lấy trẻ. Ồ, khô cá sặc. Đó, khô cá sặc. Tôm khô nè, bự quá trời bự luôn. À, còn tôm khô bự ăn mỗi ăn đã luôn. À, đây ta đi một vòng nha, tới đây thấy vắng quá vậy. À, gian hàng giao vít. À, những hàng dụng cụ ha, đồ cắt kiến rồi búa rồi kềm rồi vít các loại. Trời, cái này hồi xưa mới ra Vlam TV có mua nè, bộ gồm có vít thì cưa, các loại cưa đó. À, cái đây cũng gần 8 năm. Nhưng mà cái bộ, thường cái bộ nào mà nó đa năng á là nó không có tốt. Nó chỉ có như vậy thôi, phải cho có vậy thôi. Chứ chuyên một cái chức năng nào đó thì nó tốt hơn. Bữa nay là ngày đầu tiên mà sao thấy chương trình vắng dữ ta. Đó, giờ thấy cái món này quen không nè. Chú này bánh ngũ cốc. Đó, hội chợ nào cũng thấy có chú hết á. Giống như người ta bán theo hội chợ đó. Tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong và cam kết 3 không, không chứa chất bảo quản. Hội chợ này thì so với hội chợ quận 4 hôm bữa thì vắng hơn, và các gian hàng ở đây tương đối là cũng có để bán hiệu rồi cũng chuyên nghiệp. À, còn giá cả thì không biết như thế nào. À, nhưng mà cái lượng khách thì em thấy là hơi là vắng. Đi quảng bá thương hiệu mà vắng quá thì cũng buồn ha.
À, bây giờ là như là tiếp cận khách hàng đủ mọi hình thức, từ mạng xã hội cho tới thực tế. Những chương trình này thường xuyên tổ chức thì sẽ góp phần đưa thương hiệu tới người dùng, và nhiều khi cái sản phẩm đó nó có chức năng đó mà người dùng hồi đó thì không biết. Tự nhiên có chương trình này người ta đi người ta mới thấy có thì ra có sản phẩm như vậy. Ở bên đây là khu văn nghệ. Đó, ảo thuật ha. Xiếc rồi ha. Nhưng mà những người làm nội dung YouTube mỗi khi thấy nhạc là giống như ma thấy tỏi vậy đó. Chạy tán loạn. Chạy lòng vòng. Để bắt công YouTube bị bắt bản quyền rồi xử lý âm thanh nó không công. À, rồi chúng ta đi qua bên gian hàng bên đây thử. Nhưng mà cái chương trình mà để cái nội dung dài quá, nhiều khi đọc không có hiểu luôn á. Giờ cái hội chợ này mang ý nghĩa là gì mà khi đọc dài dòng quá nè. Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa nhà cung cấp và các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Rồi giờ tùm lum tùm la. Nói chung hội chợ hàng tiêu dùng đi, nó đại đi. Dài quá, không hiểu. À, chắc giờ này là cũng chuẩn bị người ta đóng cửa đó. Các gian hàng nghỉ cho các nhân viên về. Hàng chìm thấy vắng vậy ha. Đây là cái gì đây? Khô bò. Anh lấy màu gì á? Lấy cái nhỏ rồi, hai sợi dây đâu. Các loại hạt, loại yến rồi. Rồi chậu luôn nha, nhớ luôn nha. Hạt ốc chó. Rồi hạt mắc ca. Nhanh lắm, tại vì cái này nó rang giòn rồi là nó bấm là nó bung ra. Này lấy cái này đỡ phải bóc vỏ nè. Nói chung là thực phẩm là chính ha. Thực phẩm với lại rượu. Rồi nói chung là thực phẩm. Tôi thấy có gì đặc sản của Thanh Hóa nhưng mà sao các tỉnh thành phía Nam lại sao đó. À, tới đây thấy nhộn nhịp rồi. À, động động xíu. Không những vậy, các hoạt động lễ hội luôn là nơi để offline mang đến những chương trình hấp dẫn cho khách hàng. Những người bạn đồng hành của mình có thêm phần gắn kết. Chúng tôi mong muốn đem đến những giá trị hữu ích cho các quý khách hàng thân yêu của Foodla Store. Green food is modern culinary trends. This is an activity that contributed protection our planet. Good Life Store is a member of Green Food Produce. Yeah. Today, to join this important event, Good Life Store supplies some more vegan and vegetarian foods. We committed all of our products with no season in power, no return token, no preservative products, and no food in the Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh tét, bánh tét Cua Ba Giang, Vĩnh Long. Bánh tét nhiều màu quá ha. Rồi thôi, tới đây một vòng hội chợ. Nói chung hội chợ hôm nay chủ yếu là thực phẩm thôi. Còn cái hội chợ quận Tư hôm bữa thì đa số là hàng tiêu dùng, nệm gối, chăn ga, rồi quần áo, dây nịt, túi xách, đồ các loại. Ở này chủ yếu là ăn uống với lại thực phẩm, các loại thực phẩm là chính. Vậy mà để cái tiêu đề cho nó dài vô mệt thiệt. Và video clip hôm nay đến đây cũng khá dài rồi. Thì chắc em xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả quý anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.